Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là số tàu nhân công nghệ đầu tiên của năm 2021. Và chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và trong số đầu tiên này thì mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hot hit gì về công nghệ trong tuần vừa qua. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn về phần intro nhé. 1. Danh sách những tựa game 2020 hay nhất của Steam. 2. Intel mở rộng tiến trình 10 nanomet. 3. Core i7-11700K đánh gục 5950X trong bài test đơn nhân. 4. Sony đặt kế hoạch khủng cho PS5 trong năm 2021. Và thông tin đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay đó là những cái tựa game đáng chơi nhất trong năm 2020 được Steam công bố. Nhưng mà đương nhiên là cũng chỉ tính trên nền tảng Steam của họ mà thôi. Nhưng mà cũng không sao, bởi lẽ là trên Steam thì đã tổng hợp rất nhiều những cái tựa game trên toàn thế giới hay và hot hit rồi. Thế nên là cái danh sách này cũng khá là tín. Và trong danh sách này chúng ta sẽ gồm có 6 hạng mục, 6 tiêu chí đánh giá. Đầu tiên có thể nói đến là những tựa game được chơi nhiều nhất, những tựa game được mua nhiều nhất. 6 hạng mục bao gồm game bán chạy nhất năm, game mới hay nhất, game VR bán chạy nhất, game được chơi nhiều nhất, game dùng Game Pass hay nhất và game có Early Access tốt nhất. Và trong bảng danh sách này chúng ta có tới là 100 game và những game đó là chi tiết là gì thì các bạn có thể xem ở phần đường link dưới mô tả của chúng mình nhé. Còn chúng ta thì sẽ không thể nào không kể tới những cái lượng game đình đám như là GTA 5, Fall Guys, Rainbow Six Siege hay là Among Us, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Monster Hunter World, Dota 2, Among Us, Destiny 2, PUBG và CSGO. Đây đều là những tựa game rất hay và nếu như chưa biết chơi gì trong năm mới thì đây chính là danh sách những tựa game đáng mua nhất nếu như bạn chưa sở hữu chúng. Có vẻ như là thông tin về chiếc chip laptop 10 nanomet của Intel thì đã được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt, bởi lẽ là sản lượng đặt hàng, đơn đặt hàng thì ngày một gia tăng và hơn nữa thì Intel cũng đã dần tăng được gấp đôi sản lượng sản xuất những chiếc chip từ 10 nanomet cho tới 14 nanomet của mình thông qua một đoạn video clip được đăng tải mới đây. Trong năm 2020 và 2021 tới đây, Intel sẽ mở rộng các sản phẩm 10 nanomet của họ với CPU Core i thế hệ thứ 11 và nền tảng Intel Atom B5900. Ngoài ra thì Intel cũng giới thiệu công nghệ 10 nanomet Super Pin mang lại cải tiến lớn về hiệu năng, hứa hẹn sức mạnh vượt trội so với hiện tại. Cũng nói về CPU mới nhưng mà là bước đệm mang tên Rocket Lake S của Intel thì trong tuần này điểm số Geekbench 5 của Core i7-11700K và nó đúng như Intel đã công bố, cao hơn tới 2 con số so với thế hệ hiện tại. Ở trong bài test đơn nhân, 11700K đạt được là 1807 điểm và đa nhân đạt là 10673 điểm. Nó chạy ở mức xung mặc định là 3.6GHz và Turbo Boost tối đa là 5GHz. So với thế hệ trước, chính xác là 10700K thì 11700K tăng tới 34% hiệu năng đơn nhân và 19% hiệu năng đa nhân. Khi so sánh trực tiếp với đối thủ của mình là Ryzen 9 5950X thì 11700K vượt 7.5% đơn nhân. Thế nhưng mà tất nhiên thì vẫn thua nặng ở đa nhân, bởi lẽ là 5950X có tới 16 nhân so với 8 nhân của 11700K. Và thông tin cuối cùng mình muốn gửi tới cho các bạn trong bản tin ngày hôm nay đó chính là về PS5. Mặc dù là trong một vài tháng cuối năm gần đây thì những chuỗi cung ứng của PS5 liên tục bị dính phốt bởi vì việc là tăng giá bán lên rất cao trong khi hàng lại rất khan hiếm. Thế nhưng mà không vì lẽ đó làm sụt giảm doanh thu, Sony đã kịp bán ra tới 3,4 triệu bản PS5. Con số này gần như là cao hơn gấp đôi so với 2 triệu của Xbox Series và Series S. Và nếu như tiếp tục theo cái đà này, Sony dự tính là trong năm 2021 thì họ sẽ bán ra được tới là từ 16,8 cho tới 18 triệu bản. Điều này thì sẽ khiến cho PS5 trở thành con số thành công nhất trong lịch sử từ trước tới giờ. Tàu nhanh công nghệ số thứ 16 đến đây là kết thúc. Tuần tới sẽ có những thông tin về công nghệ hay là game hot hit gì thì mình sẽ gửi tới cho các bạn trong tàu nhanh công nghệ số thứ 17 được phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo nhé. Bye bye.